Đã có không ít học sinh từng muốn thi vào đại học dược nhưng đã phải từ bỏ ước mơ vì lo không có tiền học. Nhưng giờ đây với quỹ hỗ trợ sinh viên Đại học Dược Hà Nội vừa mới được thành lập thì những sinh viên nghèo có hoàn cảnh khó khăn sẽ có thêm cơ hội được đến trường trong thời gian tới. Theo đó, quỹ hỗ trợ sinh viên Đại học Dược Hà Nội được thành lập bởi các cựu sinh viên của trường với mong muốn hỗ trợ một phần nào đó những sinh viên nghèo có hoàn cảnh khó khăn đang học tại trường để họ có cơ hội tiếp tục thực hiện ước mơ của mình. Ngay sau khi phát động, các cựu sinh viên Đại học Dược đã ủng hộ được hơn 1 tỷ đồng. Quỹ cũng trao học bổng cho 25 sinh viên chia làm hai loại: học bổng ngọn đuốc dành cho 5 bạn sinh viên hoàn cảnh khó khăn có thành tích xuất sắc trong học tập trị giá 8,8 triệu đồng, tương đương một năm học phí; học bổng trái tim dành cho 20 sinh viên hoàn cảnh khó khăn trị giá 4,4 triệu đồng, tương đương một kỳ học phí. Quỹ là nơi kết nối tạo điều kiện hỗ trợ cho sinh viên trong quá trình học tập, nghiên cứu khoa học và khởi nghiệp, đóng góp vào sự nghiệp đào tạo thế hệ dược sĩ trẻ của Trường Đại học Dược Hà Nội.